bữa tối khủng khiếp của chùm phát xít Adolf Hitler. Chùm phát xít Đức Adolf Hitler từng có thời điểm phải uống 28 loại thuốc khác nhau để điều trị chứng đầy hơi khó chịu. Phương pháp điều trị này là sự kết hợp của cocaine, amphetamine, nhau thai người, strychnine và atropine. Tuy vậy, việc sử dụng quá nhiều loại thuốc đã khiến Adolf Hitler bị một số phản ứng phụ như thay đổi tâm trạng dữ dội, hưng phấn, mất tập trung, hành vi thất thường. Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, bệnh dạ dày tái phát, chứng hoang tưởng và sự phụ thuộc vào bác sĩ Theodor Morel, người lạm dụng thuốc an thần để điều trị, đã khiến các bữa ăn tối của Hitler trở thành điều khủng khiếp với các vị khách được ông mời đến. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!